Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự 11 giờ trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì hơn 20.000 tấn tôn mạ kẽm thành phẩm của nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại khu công nghiệp Đông Hồi sẽ được xuất khẩu sang thị trường của Mỹ với công suất là 60.000 tấn tôn thành phẩm mỗi tháng, trong đó là 1/3 sản lượng dành cho xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu. Nhà máy Hoa Sen Nghệ An đưa tiêu chí minh bạch lên hàng đầu trong quá trình sản xuất. Mỗi lô hàng tôn thép của nhà máy Hoa Sen Nghệ An khi xuất khẩu đều có một bộ hồ sơ đi kèm, mỗi cuộn tôn thành phẩm đều có mã tra cứu, quy cách sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu sản xuất. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời sự 12 giờ.